chào Pì Nọng, mời Pì Nọng xài tỏn chồng chương trình tạp chí dân tộc và phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trang chương trình truyền hình bạn tiếng Tây Nung Văn này, mì bại nội dung chính lăng. Cần hết mòn kha mu ấu, bền của cái ô cốp ram sao. Pì Nọng nhìn huyện Chợ Đồn son và hết nèm cam bạc hồ tại. Khai cón chương trình, lè phấn tin đảng khẩu rim trang bại văn ngám quá. Trang tuần, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, sai đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử sổ tài nhì, bây chập nả Pì Nọng cử tri chuyên đề bại xạ, Đồng Phúc, Quảng Khê, Hoàng Trĩ, Khang Ninh, Nam Mẫu, Cao Thượng, huyện Ba Bể. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Du phối cạ, trang rỉ đã quá, cấp ủy chính quyền bại cấp đã chẳng dùng đây chèn pồn, ra hết bại công trình cẩn diếu, hưa tròi Pì Nọng hết kinh, ép lè Pì Nọng dân tộc nội cần búng rung búng quây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kháng cạ, chính quyền tỷ phương cần khẩu rim hơn, thân bại lườn chính sách, cần mì công sáu cách mạng và bại lườn khỏ. Sai tí hết đây bộ máy hành chính cơ sở, ép lè cán bộ rú bại bản còn. Mì đo mọi rồng xe khay bền công đại hội đảng bộ bại xạ, xe lược đẩy bại cần mì đức mì tài, đi nghị đi hết, xe ao tỷ phương vàn càng bây khẩn. Đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ngắm pây tiếp xúc cử tri chuyên đề xứ thành phố Bắc Cạn, xe phối mửa nghị định sổ ram ríp rí của chính phủ và ao ý kiến tổng cóp khảo dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tói sáu bại cần hết việc nắm chuyên trách cấp xã, bại bản, tổ dân phố trang tàng tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lý Thái Hải phối cạ, đoàn sẽ tính ý kiến và chỉnh tròi dự thảo nghị quyết hử ngám hạp trang bứa ngân sách của tỉnh nhằng nội bệnh ca này, xe cả khẩn Hội đồng Nhân dân tỉnh ngòi xét. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khai hội thảo lai bày xe ao ý kiến tổng cóp khảo dự thảo nghị quyết này hử đầy đo ngám hạp nèm quy định. Trang song vằn so cầu vạ so ríp bươn hốc, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Cạn đã khai đại hội bày tái hả, nhiệm kỳ tứ pi song xiên biểu bác nghỉ ríp. Thân pi song xiên biểu bác nhị ríp hả. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Bắc Cạn khỏa hả, nhiệm kỳ tứ pi song xiên biểu bác nhị ríp, thân pi song xiên biểu bác nhị ríp hả, bao mì chất đồng chí. Trang bày họp tại S, ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Bắc Cạn khỏa hả, đã bầu đồng chí Lục Đại Lượng, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Cạn chướng chức Chủ tịch hội. Dù đại hội, đồng chí Lý Thái Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, on bại việc đã hết của hội và bại cơ quan báo chí trang tàng tỉnh. Đồng chí kháng cạ trang nhiệm kỳ mới, Hội Nhà báo cần hết đây hơn 10 tổ chức và bại công việc của hội. Son 10 chính trị, hử bại hội viên, tối mớ cách hết việc trang tình hình mới, ngám hạp 6 hết kinh tế xã hội của tỉnh. Lập rì son cả bại thông tin cẩn diếu xe ao tỉnh Bắc Cạn bây khẩn mán chắn, ổn tình. Văn so ríp bươn hốc, dù búng đèo gió, tàng luông cải quốc lộ 3 quá huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn. Nghé xe khách cải trường nòn Tuấn Viết đang bay tành tàng tứ Bắc Cạn khẩn Cao Bằng, lè mèn mẩy. Sải xó thuần thải bại cần rú trang xe đạ ni đẩy lẹo, nắm mì cần hơ bền lăng. Tò bại thình của cái trang xe vạ nghé xe đạ mèn mẩy lẹo. Cón dường nảy bại thình xe bay tèo quá búng đèo gió lèo tặng rú hảo lai hâng, nắm bay tèo đẩy. Thưa Pì Nọng, tứ mòn kinh nâng chăn quén quẻ trang tón kinh an văn của Pì Nọng, trang bại đảm lẩu. Nhìn Nguyễn Thị Nhung, rú tổ hả thị trấn Bằng Lụng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, đã tẩy nài hết vạ chướng chấp mòn kha mu ấu, lè thình của cái ô cốp ram sao cấp tỉnh, và đẩy Pì Nọng sở quay chắc thân vạ xa dự văn càng lai. Kha mu ấu lè mòn kinh đạ mì tứ hưng tời của lai lườn Pì Nọng dù búng kha bản của tỉnh Bắc Cạn. Trang tì mì lườn phua của nhìn Nguyễn Thị Nhung, rú tổ hả, thị trấn Bằng Lụng, huyện Chợ Đồn. Vừa mà hết lùa, nhìn Nhung đã son vạ hết mòn kha mu ấu, xe khai mà lườn phua đã hết đẩy trang xếp hả pi quá mà. Xuống phiêng ăn vằn, lườn nhìn khai đẩy quạng sam xếp nghé kha mu ấu.
khẩu mùa sen mòn nảy đài lai cần xa dự hơn mi văn khai đài hạng bác nghé kha mu ấu cả này lườn nhìn mi tứ sam thân xí bị nọng hết việc rú nảy khói khảo nấy ma hết việc đẩy song bơn giá mưa hết kha mu ấu vạ thâu nhục vừa ngắm son lè sẳng chắc hết tọ son cả này cùng đã chắc hết giá xe chế biến bại mòn kinh đẩy đây hơn pi song xiên lình ết cần cái phua của nhìn nhung chài nắm nhằng hết kha mu ấu xe khai thân pi song xiên biểu bá ship ết nhìn nhung tèo trắng hết xe khai mỡ tan tàu đú cùng tan hết xe kinh tọ mà lăng hăn mì lai cần tạt dự nhòng pẹn nhìn đã hết lai khẩn xe khai thân pi song xiên biểu bá ship xí mòn kha mu ấu của lườn nhìn đã đẩy khai pây quây rú bại tì phuông đai nọc tỉnh vẹn Thái Nguyên, Hà Nội, Nghệ An, Lai Châu. Kha mu ấu tằng nghế kha, kha pạng nả, nắc tứ cân xí thân cân hốc. Trác khai xuống phiên tứ ết bá hạ xíp thân ết bá hốc xíp xiên mân mọi nghế. Cả này nhòn nượm mu khai bắt, nhìn khai song bác xiên mân mọi nghế. Khai hết đẩy kha mu ấu đầy kinh hôm phan, lè lèo khảm quá xí xì, vẹn tổm, xuông, bình và ấu. Sảng bại thình của cái, xe ao khẩu nghé kha mu con bữa ấu. Nhìn nhung, nhằng ao khẩu trang nghé kha mu, bại thình của kinh đây, hôm, đẩy lai cần nắt, tèo đây hử sức lèn. Vẹn chóp hôm, muối sen và thảo quả. Xe mì đẩy món kha mu ấu đây kinh, lè lèo bình hử năng bộng khẩn. Bưa bình, dì phói năng, dì nháp, lè trắng đầy kinh. Nhàng hải bính nắm phói, lè sẽ nắm bèn kinh. Mưa ướp bại thình của cái cùng chăn cần diếu. Hải ướp nắm đây, lè kha mu ấu, sẽ nắm đầy kinh. Pi Long Xiên biểu bá xếp cậu, lườn nhìn nhung, đã ao kha mu ấu của lườn lầu, bay tham gia chương trình, mọi xạ phường mì thình của cái nâng, xe khai. Lọng cả của cái ô cốp và đẩy công nhận lè của cái sam sao của huyện và của tỉnh. Kha mu ấu của lườn nhìn đã đẩy bài khai rú lai háng, lọng cả hội chợ thương mại trang và nọc tỉnh. Sảng tí nhìn nhung cùng đẩy hội liên hiệp phụ nữ thị trấn Bàng Lụng, hưa tròi diêm thêm chèn, tứ hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Cạn, hét lai kha mu ấu bay khai. Khói ngờ ngòn bại cơ quan ban ngành, sương xì khảo xim khưa chói mở tem, nhãn mát, xe khai kha mu ấu đẩy ngài hơn, mì cần chắc và xa dự lai hơn. Hăn mòn kha mu ấu đẩy lai cần nắt dự mửa kinh, ao hử cần quén quẻ, bằng dạo trang lườn, cả này nhìn nhung cùng đã hết tuổi to ngồi đây sướng. Xe củ kha mu đẩy hưng tọ vận hôm phan nắm mền vài xe lai cần chắc thân và xa dự vằn càng lai sảng tì nhìn nhằng cáp hạp sáu bảy siêu thị cải trung tâm thương mại xe khai kha mu ấu vằn càng lai mỏn kinh đây nâng đã đẩy pì nọng bại dân tộc tỉnh Bắc Cạn chướng chắp ao xe nhìn Nguyễn Thị Nhung rú tổ hà thị trấn Bàng Lụng huyện Chợ Đồn đã cọp phấn ao mòn đây kinh đẩy chướng chắp ao xe trang lai tới quá mà của búng đinh tỷ phuông Bắc Cạn xe lai cần trang tỉnh trang thuần thảy bại tỷ phuông của tảng nước chắc thân và xa dự vằn càng lai thưa pì nọng ba bể là huyện búng sung của tỉnh Bắc Cạn tảng en và mì lai bỏng tập éo mái cả ăn vằn bại thỉnh xe pây tèo nắm lai tọ ngành chức năng của huyện ba bể vận tải nài son cạ lọng liệt bị nọng khẩu xim ngòi và bay tèo đây nèm luật giao thông ao nội lồng tàng sam tiêu chí tỷ lệ sổ bày xe mèn tò tăm tò tỏng căn sổ cần thai vạ mèn sương say tì chướng ngòi đây bại thuyền xuồng thò khét du lịch rú hồ ba bể tan tỉnh trang bại bươn hua pi quá tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện ba bể tỉnh bắc cạn đạ hăn và phạt tỉnh hốc bác bày xá phạm luật giao thông, nộp ngân sách tỉnh song bác cầu ríp triệu mân. Trang tỷ bại xá phạm phấn lai, lè nắm mì chỉ phép lái xe,
kinh lẩu bia giá tọ vận lái xe, thò cua cái nắc quả, nắm hùm mũ bảo hiểm. Khe Pì Nọng chắc và hết đây nèm luật giao thông, huyện Ba Bể đã sáng cả bại tí phuông tẩy nài son cả, sáng cả lọ láng bại quy định mới của luật giao thông tàng bộ, tàng nặm. Khai bại bày cao điểm xe chướng trực ổn tình giao thông, cáp hạp xử lý nghiêm bại thỉnh xe xá phạm luật giao thông, bèn thò quá sổ cần nèm quy định, bay khoái bay cẩn cản, bay nắm đúng phấn tàng, nắm hùm mũ bảo hiểm. Sảng tì xe phiến bại dương lóa của bình là COVID-19 cầu. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Ba Bể nhằng cáp hạp son cả Pì Nọng, leo thư piếng giả nả xà đăng tác đầy đo, bừa bay tèo tình tàng xe tảng làn bình bài pét quá lai cần. Tối sáu, tàng bộ, đội cảnh sát giao thông công an huyện Ba Bể đã tải nài tiệm ngòi bại thình xe bay tèo rú tỷ phuông. Quá này son cả lòng lịch Pì Nọng hết đúng hết đây bài quy định xe tảng lan bình là COVID-19 cầu bài pét. Lè tí phuông nâng mì tảng nặm xe bê tèo, nhọc bệnh tổ cảnh sát tảng nặm rú huyện Ba Bể cùng đạ tải nài son cả lọng liệt bại chẩu xuồng. Trang tỉ mì bại xuồng máy thỏ khét du lịch rú hồ Ba Bể, leo hết đúng hết đây bại quy định xe chướng trực sàn mình. Tải nài nắm xe mì cần tờ, men thai nặm. Nem tí chẩu xuồng, leo đăng ký mửa kỹ thuật, leo mì bài mùng, tắng xe nặng, rửa phao hử khét đầy đo. Quy định mọi xuồng, tan đẩy thò ship nhì cần nước nọc mọi bày, ship hốc cần Việt Nam mọi bày và xăm nghé xe máy mọi bày. Cả này rú hồ Ba Bể mì sở ép bác xí ship xuồng máy thò khét bay lỉn liều rú tả năng, và rú hồ Ba Bể đã đăng ký mửa kỹ thuật. Mái cạ trang sỉ ngắm quá, sổ khách du lịch thân lỉn liều rú hồ Ba Bể hăn nội lồng pỉ sáu bại pi cón, nhòng bình là COVID-19 cầu, tỏ bại ngành chức năng cú huyện Ba Bể vận khảo rim ngòi, sáng cạ lọng liệt bại chẩu xuồng và bại lườn hết du lịch, hết đúng hết đây bại quy định của luật giao thông, ết lè giao thông tàng nặm, bừa mùa phân nòng mà thân. Cảnh sát giao thông đã son cả sáng cả luật giao thông tàng nằm và hử bài chầu xuông ký cam kết. Mì đo bài tình của cái xe tàng làn bài bay thai nằm, tốc lồng nằm vừa bay tèo rú hồ Ba Bể. Cảnh sát giao thông đã son cả sáng cả luật giao thông tàng nằm và hử bài chầu xuông ký cam kết. Mì đo bài tình của cái xe tảng làn bài bay thai nằm, tốc lồng nằm, vừa bay tèo rú hồ Ba Bể. Quá này hử hăn, sáu quyết rim và bại giường đã hết xe chứng trực ổn tình giao thông tàng bộ, tàng nằm của bại ngành chức năng. Huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn đang tải nài, ao bại bày xe mèn tỏ tăm tỏ tỏng căn, sổ cần thai và mèn xương, nội lồng. Tròi Pì Nọng ổn rim hết kinh, ao kinh tế, xã hội bay khẩn mắn chắn, ổn tình. Thưa Pì Nọng, Pét Chữ Sư Quỷ Bèn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dòm hử cần phụ nữ Việt Nam, tỷ lệ anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Trang sỉ đã quá, Pì Nọng nhìn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, nắm tan chướng trực trang lườn ím đo hạnh phúc mà nhằng tải nài hết kinh bay khẩn, hết đây bại công việc của bản còn tỷ phuông, xe ao tới sổng phàn càng bay khẩn mắn chắn, nèm cảm tại của bạc hồ. Hết nèm cảm tại của bạc hồ, mọi cơ sở hội phụ nữ rú huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, hết việc đây đén nâng, hết bỏng tàng phụ nữ tán chướng trực, tọn tạp tàng bản còn sơ đây, thom bại thình nhằm nhác, chuyển làng lậu tua cúa óc khói tở làng và xe rú quay lườn. Ết trang bại việc hết đẩy bại cấp hội phụ nữ khảo sim, tỷ lệ hết mô hình rom rón chèn cúa rú tỷ phuông. Cả này tăng huyện Chợ Đồn, mì song bá sĩ xếp sam mô hình, bẹn bóc chèn rom rón, phỏ khẩu thiết xương, liện mua nhựa rom rón chèn. Mô hình lưu thom nhằm nhác xe chướng trực tí kim tí rú sơ đây, trang Pi Rong Xiên biểu bạc clip cầu, bại đơn vị đã tròi tình không bác sĩ clip lườn hội viên phụ nữ khỏ. Phong trào phụ nữ hết mô hình tiết kiệm, đẩy lai cần khảo sim và hết nèm đây. Quá nảy Pì Nọng hội viên nảo niệt ết sim,
khét nềm bại son cả lộng liệt của hội phụ nữ, lè tì thẻ đây đến, uốn khim hử bại hội viên. Phụ nữ dòm xón chèn lè trang bại pi quá mà, đã đẩy hết rú khóp bại chi hội, thuần thải bại chi hội, say hết nềm đây. Số chèn ăn pi dòm xón đẩy tứ khiếp cẩu, thân nhí khiếp triệu mân, to khứng. Sai sáu bại việc hết đây nhạc lọ lắng, mượt son cả hết nềm tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đẩy Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Chợ Đồn cáp sáu hết bại cuộc vận động, phong trào thi đua. Trang tì, mì cuộc vận động, tẳng có trang lườn, hả bấu, lam lơ, sáu bại tiêu chí của hả bấu, lè lườn nắm khỏ giáp, nắm xá phạm pháp luật, vạ mền khảo bại dương lóa trang tới lỏng, nắm tỏ tục tỏ cọn căn, nắm hử lan en suy dinh dưỡng vạ tả lư, nắm sinh lục tái sam tỏ khẩn, sam sơ, lè sơ lườn, sơ bệp vạ sơ tàng pê tèo. Phong trào phụ nữ tẩy nái hết kin đây, đẩy lai nhìn nào nệt hết nềm, phấn lai bị nọng hết kin tứ đam chay khuôn liệng, nằm mại chúc đông, nằm co kin mát. Sàng tì, bại hội viên phụ nữ, đã thành lập đẩy hợp tác xã nâng và sam tổ hợp tác. Lai mô hình hết kinh đây, khai của cái đẩy hạng bác triệu mươn mọi pi, mì việc hết hử lai bì nọng, tì phuông. Ban Thường vụ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện đã thon cả bại cơ sở, đăng ký bại việc hết nềm chuyên đề lọ láng. Sai sáu bại cơ quan thường trực, khảo xim thon cả mưa hết việc. Trong khi lông bại tí phuông, xe chặt lọ mưa khó khăn và khám quá cơn khoái, lập lì. Mưa hết chuẩn mực đạo đức phụ nữ, cáp sáu rèn luyện khí phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Đẩy Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Chợ Đồn, sường lì hết nềm đây và ao khảo kế hoạch hết việc ăn pi. Bại cơ sở hội, son cả sáng cả cán bộ hội viên phụ nữ, hết đây nềm phong trào thi đua, son cả mở luật hôn nhân và gia đình, luật bình đẳng giới, luật phòng chồng tỏ tục tỏ cọn, tỏ đá béc trang lườn, tam trang sam bươn hô pi song xiên biếu bác nhì khíp. Hội phụ nữ bại tì phuông đơn vị, trang tàng huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Cạn, đã khai đẩy hả xếp hả bày son cả, mì tên song xiên nhìn đại tình. Trang tì tan son cả mưa tảng làn bình là COVID xếp cầu, đã đẩy chất xếp hả bày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Pi Nội à. Thiết vần này đẩy vần đây mẹ. Bác vần này vần đây lai à. Vần thiên khai đại xá, vần phúc thinh lồng làn, vần hiếu an lồng hội à. Vần đây cha tom bó, vần đây tó tom rằn à. Là vần tổ chức liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính, các dân tộc Tày, Nùng, Thái, Pây, Tày, Hà, Pi Nội à. Chúc hở các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên sức khỏe, đẩy bay quê mà sở, bay tử mà nưa, bay khoa mà thuận a. Chúc hở các đoàn nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và Pì Nọng, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Đắk Lắk biểu diễn hảo cát a. Chúc hở liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái, Pây, Tày, Hà thành công đây mẹc a. Tam quang lục na hay là lồng đào lá lưng cành
Tiêu thèn than thoáng cầm tiền nòi, việc quan đầu đầy lưới thật chờ. Ơi thường đi ơi, ơi là mư cũng phản mư mưa tin lâu quá mư ra bầy mù tư cứu dân. Tình hỡ đầy du hân tù thì biết thề duyên đào nghĩa ai ơn. Ơi thường ơi, và bì bây và sầm khấu tọc các chúa tây a kiều hoàng hình thọ. Ơi là tham khinh phụ nam tào chúa thâu tộc thân đền bạc đâu chúa thì bạc đậu du bương khỏa nam tào du bương thả ai tạng cái qua dưa trà an quản bương bắc các lính hành bay đặt luận toàn. Ơi là thịt bẹt nước thì dàn ngũ cả hiến tua ngày đầy thoát ra minh ngựa bồn. Ơi thường thì ơi, ơi là tua gian phật điều lòng âm phù vọng hồn ngựa thần chữ tham trà sập trời cánh tay mà sao sát hoàn thảm chiến tốc phát hoàn thảm bác ngựa bồn. Phần khấn la phần à lộng như bữa các chúa tây voi ngựa khẩn thơ. Ờ hay là khảm khấn tạo tu phần à chiến thân ngành tu thu vô vuốt luồng voi ngựa khẩn thần bầu vuốt mã đam quần qua nà hạt bạc mã tan phẳng ngang can cờ tô mã. Ơi hiểu hưởng chúa lòng lọt khó thương chúa lòng thân hương kim ngân lòng tới lòng khâu tạo mê và lòng khâu khá mê mũ là lòng thân tạo cua quang lòng thân hương cuộc mẫu tạo vua tháng tàng vua kỷ vua hạn bản mê phanh ăn mê thổ. Ơi là lòng các mẹ coi mà xa các mẹ coi lại vì mới bay mẹ thành đế vượng đồng ông mẹ thịnh lục lòng tu thế. Ơi mời bay mẹ xích đế vượng nam mời bay mẹ hắc quan vượng bắc mẹ bạch thắc tây vượng mẹ trung ương hoàng đế mẹ a cai a sượng các tỷ ngũ vượng mời các mẹ mẫu vượng lộng linh là nhậu mát đặt bàn tiến tìm thời mời các mẹ hiến trời nhậu mát. Ơi là cần hiến nhậu khối gia cần hiến nhà thôi an. Ơi tu thế cùng âu à hảo lương tràn táo âu đây cùng âu minh âu à bạn cùng âu phần âu bia là cùng minh mà hư phần cùng phần mà hư chọn tu thế kinh đây hảo lương tràn táo đây 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 ya thuận lại hè đây kê lại bị hở man như ya hở nặng đàn là cùng âu minh coi mà xa âu phần coi lại hỡi phần mà hỡi minh mà phần ơi mà. Bì Nọ ngắm chồng chương trình tạp chí dân tộc và phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. So chào và hẹn chập đèo Bì Nọ khảo bại chương trình Bài Lăng.